Quý vị thân mến, lần cuối ôm con trong tay, dù cơ thể nhiều vết thương nhưng gương mặt con vẫn đẹp lắm. Trong ký ức mình, con sinh như một thiên thần. Đó là lần đầu tiên chị Nguyễn Thị Hát, mẹ của bé VA, nói với truyền thông sau hơn 6 tháng con gái tử vong. Năm nay 37 tuổi, mẹ của nạn nhân vợ A là một người hiền lành tử tế. Sau sự ra đi đầy oan uổng của con gái, mọi phản ứng hay hành động của bà mẹ trẻ này đều được truyền thông trong nước vô cùng chú ý. Người ta chỉ thấy chị Hờ xuất hiện nước mắt lân trồng trong ngày đưa con yên nghỉ tại chùa Từ Thắng Tự, số 25 trên 45 đường Nguyễn Hữu Cảnh, Bà Sĩ Phong Tàu. Còn lại những gì báo giới nói tới chị thông qua bác, mẹ đẻ hoặc người anh của mẹ vợ A. Chị Hờ được mọi người nhận xét là một người phụ nữ hiền lành, chịu thương, chịu khó. Thời còn đi học, chị rất ngoan ngoãn, học giỏi và đổ vào đại học. Tốt nghiệp ra trường, chị Hờ làm ở công ty nào cũng được mọi người yêu thương về bản chất hiền lành, nhẹ nhàng. Vậy mà chị Hờ khi lấy Nguyễn Kim Trung Thái đã phải chịu nhiều cay đắng và nghiệt ngã. Nói vậy là bởi mẹ ruột bé vợ A cho biết. Năm 2020, vợ chồng ly hôn vì Nguyễn Kim Trung Thái đã ngoại tình, có quan hệ bất chính với võ Nguyễn Quỳnh Trang, nên gia đình thường xuyên lục đục, cãi vã, Đến tháng 8 năm 2020, tòa án đồng ý cho hai người thuận tình ly hôn, Thái nuôi bé vợ A, con chị Hờ nuôi con trai nhỏ. Kể từ tháng 12 năm 2020, Thái nuôi bé vợ A và sống chung với Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Thái đã cấm cản không cho chị Hờ được thăm con. Anh trai của chị Hờ từng cho biết, từ sau khi ba mẹ vợ A ly hôn, em trai của bé gái sống cùng mẹ, con bé sống cùng ba. Dù ở chung một thành phố nhưng vợ A bị cấm cản không được gặp mẹ. Bác của bé vợ A ngậm ngùi kể lại, trong suốt thời gian ly hôn, cha của bé vợ A cấm cản không cho em gái tôi gặp con, muốn gặp con thì phải gọi cho Trang, nhưng mỗi lần em gái tôi gọi thì đều bị từ chối. Đến khoảng tháng 12 năm 2020, em gái tôi hỏi được người giúp việc về trường vợ A đang học nên đã chạy đến tìm con. Gặp được nhau hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở một trong những điều khiến nhiều người không thể kìm lòng thông qua lời kể của bác ruột bé vợ a cho biết sau khi hai mẹ con gặp nhau bé vợ a khóc nói với mẹ rằng mẹ ơi mẹ không được đến thăm con đâu ba đã nói là mẹ không được gặp con mà thấy mẹ khóc bé vợ a nói mẹ đừng khóc con không muốn mẹ khóc đâu mẹ đừng làm con buồn mẹ hứa với con là mẹ đừng bao giờ khóc nữa không ngờ đây là lần cuối cùng em gái tôi gặp được cháu vợ a trong phiên xét xử sơ thẩm ngày 21 tháng 7, vụ dì ghẻ trút đòn roi khiến bé vợ A tử vong, chị Hờ đã có mặt từ rất sớm, đầu đội mũ màu đen, đôi mắt nhắm nghiền sau lớp quần áo và khẩu trang kín mít. Không có từ nào có thể miêu tả nỗi nỗi đau mất con mà người mẹ này phải chịu đựng. Ít ai biết, trước khi có mặt tại phiên tòa sơ thẩm ngày 21 tháng 7, chị Hờ sức khỏe không được tốt. Theo chia sẻ của mẹ chị Hờ, bà ngoại cháu vợ A, Mấy ngày do tâm trạng chị Hờ không tốt nên phải cưỡi con trai lại nhà người thân để cháu không biết. Từ khi vợ a mất, chị Hờ buồn bã không tâm sự với ai. Trong phiên tòa ngày 21 tháng 7, chị Hờ ngồi cùng hàng ghế luật sư bào chữa cho con gái, liên tục cúi gục xuống bàn, bật khóc vì thương con gái. Những giọt nước mắt này dường như chị cũng thương cho chính mình. Hình ảnh ba người cúi cầm mặt, hai kẻ vì tội lỗi, một người vì nỗi đau mất con, càng nhận được sự quan tâm của dư luận xã hội. Nhưng chị Hờ là người đau đớn nhất bởi tại phiên tòa sơ thẩm một lần nữa phải chứng kiến đối diện với kẻ gây ra tội lỗi với con gái, nhất là chồng cũ và dì ghẻ của con. Tuy nhiên, lần đầu tiên xuất hiện chính thức trước truyền thông, người mẹ trẻ mất con dù nặng trĩu nỗi buồn và cả nỗi đau trong lòng, vẫn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cộng đồng vì đã dành tình cảm đặc biệt với con gái. Phiên tòa ngày 21 tháng 7 được mở, mẹ bé vợ A không muốn bình luận nhiều. Trong tâm can chị Hờ chỉ mong các cơ quan tiến hành tố tụng xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Mẹ bé vợ A cũng có lần đầu tiên chia sẻ trong nước mắt với truyền thông về những phút cuối ở bên con gái. Lần cuối ôm con trong tay, dù cơ thể nhiều vết thương nhưng gương mặt con vẫn đẹp lắm. Trong ký ức mình, con xinh như một thiên thần. Những chia sẻ này khiến mọi người rất xúc động bởi những tình cảm, sự yêu thương của chị Hờ đối với con gái vợ A dù có thế nào vẫn sẽ vẹn nguyên đẹp đẽ. Cũng rất đáng lưu tâm trong lần đầu tiên xuất hiện trước truyền thông, mẹ bé vợ A đã ngỏ lời mong cộng đồng mạng không chia sẻ những hình ảnh đau lòng của con bởi mỗi lần vô tình nhìn thấy thì trái tim của chị Hờ nghiệt lại không sao thở nổi. Mẹ bé vợ A cho biết thêm hơn nữa em trai của vợ a còn quá nhỏ để hiểu chuyện thật không biết sẽ ra sao nếu cháu thấy mọi người cứ nhắc đi nhắc lại về sự việc của chị và nhìn thấy những hình ảnh đau đớn đó những lời tâm sự này của chị hờ đã nhận được nhiều sự đồng cảm của mọi người ai cũng hiểu và chia sẻ với chị hờ trong nỗi đau mất con và tất cả đều mong chị hờ sớm vượt qua mất mát không thể bù đắp dù nỗi đau mất con còn đeo đẳng chị nhưng chị hờ đã gửi lời cảm ơn gia đình và tất cả mọi người kể cả những người chưa từng quen biết đã luôn theo dõi luôn đồng hành lên tiếng vì con cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương con dành cho con tình cảm đặc biệt tất cả những tình cảm của mọi người đối với bé vợ a chị hờ cho biết không thể nói hết bằng lời thấu hiểu những lời tâm sự của chị hờ nhiều người đã thể hiện sự đồng cảm và chia sẻ với chị hờ nhiều hơn Chắc chắn mọi người sẽ luôn đồng hành với chị Hờ trong vụ án dì ghẻ trúc đòn roi khiến vợ A tử vong để pháp luật được thực thi. Chính sự đồng lòng của mọi người với bé vợ A, kết quả bước đầu là vụ án được xét xử công khai, tuyên án công khai chứ không xét xử kín như quyết định ban đầu. Quay lại vụ án của bé vợ A cuối tháng 4 năm 2022, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái cha của bé vợ A về những hành vi mà hai bị cáo này đã gây ra cho bé vợ A. Theo cáo trạng, Nguyễn Võ Quỳnh Trang sống chung như vợ chồng với Nguyễn Kim Trung Thái cùng con riêng của Thái là bé vợ A tại một căn hộ chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh. Vì tức giận việc gia đình Thái không cho Thái kết hôn với Trang và việc Thái không muốn có con chung với Trang, do đó, trong thời gian Trang ở nhà dạy vợ A học trực tuyến, Trang đã dùng đòn roi hung khí nguy hiểm vào cơ thể bé vợ A, dẫn đến vợ A tử vong trước khi vào bệnh viện cấp cứu. Nguyễn Kim Trung Thái đã chứng kiến Trang dùng đòn roi đối với bé vợ A, nhưng Thái không can ngăn, còn tham gia cùng. Sau khi vợ A tử vong, Thái còn tiến hành xóa dữ liệu từ camera để nhằm trốn tránh tội cho bản thân và Trang. Phiên tòa sơ thẩm vụ án này diễn ra vào sáng ngày 21 tháng 7 tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, tại phiên tòa, các luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của bị hại đã đề nghị hội đồng xét xử trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung sau khi hội ý hội đồng xét xử chấp nhận kiến nghị của luật sư trả hồ sơ cho viện kiểm sát nhân dân tp hcm để điều tra bổ sung Chắc chắn sẽ có bản án đích đáng khi phiên tòa vụ án dì ghẻ và cha đẻ trút đòn roi khiến bé vợ A tử vong. Tất cả mọi người đã đang ở bên chị Hờ để làm điểm tựa tinh thần cho chị. Mọi người đã kêu gọi cộng đồng mạng ngừng chia sẻ không đăng tải hình ảnh bé vợ A lên mạng xã hội đó chính là những nghĩa cử nhân văn để chị Hờ chịu đi vết thương lòng và tiếp tục đi tìm công bằng lẽ phải cho bé VA. À. Vâng, thưa quý vị, với những chia sẻ tình cảm thể hiện sự yêu thương của chị Hát dành cho bé VA, chúng ta càng thấu hiểu hơn tấm lòng của người mẹ trẻ với con gái của mình. Mong rằng chị Hát sẽ vững tâm bền bỉ trên chặng đường phía trước trong vụ gì ghẻ chút đòn roi khiến VA tử vong. Xin trân trọng cảm ơn và gặp lại quý vị ở video tiếp theo.